Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 11 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thường xuyên, trẻ sơ sinh sức đề kháng yếu nên rất dễ mắc bệnh. Để cung cấp kiến thức cho bố mẹ và các bé tại Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp với Việt Care đã tổ chức tư vấn sức khỏe về phòng chống các loại bệnh lý thường gặp ở trẻ sơ sinh. Trong thời gian đầu đời thì trẻ sơ sinh thường gặp các loại bệnh lý về da liễu, tiêu hóa và hô hấp. Vì thế bố mẹ, nhất là các mẹ bầu cần chuẩn bị kiến thức vững chắc để chủ động trong việc phòng và điều trị bệnh cho trẻ. Mặc dù các bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh phần lớn là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không biết cách để mà xử lý kịp thời thì sẽ khiến trẻ chịu nhiều biến chứng về sau. Đặc biệt bố mẹ các bé phải chú ý những triệu chứng tưởng như là bình thường nhưng có thể là dấu hiệu của bệnh nguy hiểm. Đó là trẻ khóc quá nhiều, rụng tóc, đầu to lên bất thường, ngủ ngáy lớn tiếng và khát nước liên tục. Khi nhận thấy một trong các dấu hiệu này thì bố mẹ cần đưa bé tới bác sĩ ngay. Có vấn đề gì thì lên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế, không tự dùng thuốc hoặc không tự áp dụng những điều mà mình không hiểu biết vào để chữa cho bà mẹ hoặc là đứa trẻ.